Vâng, xin chào bác, chào anh em Chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Quyết Audio à, Video ngày hôm nay thì bên em có tiếp tục về một mẫu vang mà rất nhiều anh em khoảng uh, giữa năm 2022 Đấy, Cũng hỏi khá là nhiều Và cuối năm 2022 thì bên em gần như cái mẫu này nó không có hàng về để bán cho các bác không uh, Bởi vì uh, cái mẫu này thì nó có hàng hai loại Loại 1 và loại 2 Loại 1 thì anh em gọi là hàng vị xanh đấy. Và hàng loại 2 là vị tím Đây, em cũng mở sẵn cho bác rồi Một năm em sẽ so sánh luôn lại cho các bác anh em xem nhưng mà nó không có hàng loại một này thì bên em không làm đấy. hàng loại 2 thì em em không làm được quá nhé Đấy phải em làm hàng loại một này thôi à, về các chức năng thì uh, chia sẻ lại một chút các bác nhé, này có hai điều mà các bác hay hỏi em nhưng mà các bác nghe ở đâu quảng cáo thì em không biết nhưng mà các bác nghe thế là hoàn toàn sai hết sự thật về em tdq tám trăm Việc đầu tiên đấy là cái mẫu TDQ800 Plus này phải nói ngắn gọn luôn đó là không hàng chính hãng, hãng người ta không có mẫu này, hãng người ta không hề có mẫu này hãng TD chưa từng có các bác nhé các bác cứ nhìn bất kỳ một con nào này. TD này mà nó có chữ R trên này với cái hàng đời mới rồi là tất cả nó không phải hàng chính hãng bác nhớ giúp em như thế một cách rất đơn giản đây cái logo nó có thêm chữ R này nó không phải hàng chính hãng bác nhớ giúp em nhé TD Q800 Plus có điều khiển cùng quang Bluetooth và cái thứ hai đó là có rất nhiều đơn vị từ đơn vị to cho đơn vị bé giới thiệu em này nó là vang cơ này số có Em không hiểu là các bác lấy lòng dũng cảm ở đâu mà các bác có thể tư vấn cho khách dùng câu như thế. Các bác có thử kiểu gì con này để ra tiếng vợt Nó không hề có một tí tiếng vợt nào cả và nó không có cái nào để chip 4 48 à, bit DSP, không hề có. Mà các ông chém gió khỏe thật, phải phải nói thật như thế. Em cũng hơi ngạc nhiên khi mà nghe rất nhiều đơn vị có đơn vị rất là lớn nhé. À, gọi là bán hàng con này cũng khá là lớn mà nói câu này thì em à... Không, không cũng chỉ biết cười thôi bởi vì người ta bán hàng như nào người ta giới thiệu đấy việc của người ta nhưng với em thì bán hàng như nào giới thiệu như nào chuẩn à, hàng của mình bán như nào để cho các bác anh em mua và có cái nhìn trực quan cụ thể nhất Đấy không thể nói đáo với khách được à, vấn đề như thế được đây nó có ghi rõ là chữ năng đúng không nhưng em thử nó không có chức năng nhiều gì cả thay đổi tám chế độ ở đây thì nó chỉ là thay đổi à, về các chức năng cài đặt à, trước à, cái thì ví dụ như là một này thì nó nhiều đi hơn chẳng hạn hai thì nó nhiều đi biết hơn nó nhiều vang hơn Đấy, nó tương tự như thế nó cài đặt sẵn 8 chế độ để cho các bác anh em tiện dùng thôi. Còn gần như chủ yếu là các bác vẫn chỉnh chỉnh thêm ở đây, chỉnh để cho nó phù hợp với mình thì gần như các bác sẽ chỉnh thêm ở những cái nút này, delay repeat này. Đấy, để nó còn nút eco tổng đấy nhá. Đấy. Các bác nhớ giúp em hai cái vấn đề đấy. Và một cái vấn đề nữa đấy là ở trên thị trường như đã nói ngay từ ban đầu video thì nó có hai loại đúng không? Nó có hai loại thì bây giờ em sẽ phân biệt luôn cho các bác anh em để cho các bác anh em có cái nhìn tổng thể luôn. À, em đã mở mạch sẵn rồi các bác nhá. Em lấy sẵn về hai em này. Đấy, này sẵn hai em em quay cho bác sự khác biệt về cái mạch bên trong và cách phân biệt như ngoài mình nha đầu tiên thì em quay kỹ hơn về hàng loại một này hàng loại một các bác nhìn đầu tiên đấy là tất cả là vỉ này vỉ xanh đúng không ạ vỉ xanh nhá đấy. các bác nhìn này vỉ chống hú rồi này linh kiện rất là dày linh kiện các bác nhá đấy. các bác nhìn nó linh kiện rất là dày chiết áp uh, từ những mic hay là um, nhạc thì nó là chiết chiết đôi đấy các bác nhìn thấy luôn nhá làm rất chắc chắc chắn luôn đấy, dày cả, có cả dơ le này đầy đủ các bác nhé rồi các chân sau được mạ vàng này chân kết nối được mạ vàng chống oxy hóa này với và quay lại với hàng rẻ hơn thì em quay lại cụ thể cho bác luôn đây các bác nhìn thấy linh kiện các bác thấy con này nó thưa thớt hơn cũng thưa thớt hơn rất nhiều đúng luôn vì chống hú thì vì chống hú liền nhá lại vì chống hú liền này các bác nhìn này, từ những cái nút chỉnh ở đây chỉnh các phần như là mic các thứ thì nằm nằm liền hết trên cùng một mạch đây và thực kiện rất nhiều đây, chiết áp đến cái chiết áp của, mic đây nó nằm là chung cái chiết áp luôn chứ không phải chiết áp kép nữa đây, chiết áp đôi nó chỉ chiết áp đơn thôi nguồn nhỏ hơn nhá nguồn nhỏ hơn rất nhiều các bác nhé em quay cho bác xem luôn đấy và các chân đằng sau này nó không được uh, mạ vàng đâu không được uh, mạ vàng để chống oxy hóa đâu anh Đã. chắc chắn một điều luôn nếu các bác nào để có đến thử cửa hàng thì em vẫn có cả hai con này của bác thử chắc chắn đến 10 bác đây thì chắc chắn 10 bác sẽ thích cái con um, hà nội một hơn tất nhiên giá thành nó có nhỉnh hơn một chút xíu nhỉnh hơn một tí ti thôi Như, uh, nhưng mà em nghĩ là với cái giá thành mà bên em đưa ra thì các bác không phải ngần ngại gì và không lựa chọn hà nội một còn bây giờ cách phân biệt hàng loại 1 và hàng loại 2 như nào thì nó có rất nhiều cách phân biệt nhưng cái cách mà dễ dàng nhất để các bác anh em có thể nhìn thấy cái là các bác biết luôn các bác không phải so sánh hai con gần nhau. Các bác nhìn giúp em nhé Đây là hai cái dâu bừa tút này, đúng không? Hàng loại 1 thì dâu bừa tút là dâu bừa tút um, rồi, đấy, có thể xoáy ra được nha. Đấy, xoáy ra được rồi. Đó, dâu tút rồi. Còn hàng loại 2 thì hàng rẻ tiền hơn nó là dâu bừa tút uh, đấy Đấy, một thằng rời một thằng liền thằng rời là hàng tắt tiện hàng uh, cao cấp hơn Đấy, hàng vỉ xanh chuột loại một còn hàng uh, vỉ tím thì nó dầu bớt tút uh, liền đây Đấy, không có cấp cục quá xi luôn đây cái cùng quá xi các nhìn thấy không? các phân biệt cực kỳ đơn giản thế thôi nó còn rất nhiều cách để để phân biệt nữa nhưng mà em nghĩ là cái cách này là đơn giản nhất để cho bác anh em uh, không cần phải nhớ nhiều các bác chỉ nhớ một cái dâu bluetooth tút thôi Đấy, về các bác kiểm tra các bác mở ra kiểm tra dầu bớt tút rồi à chuẩn hàng loại một rồi Đấy, thế thôi À, một đoạn video như thế rồi các bác nhé à, giá thì em sẽ kèm tặng cả dây ca lông và báo ship cho các bác em để trên phần tiêu đề cho các bác anh em nhé còn các bác nào mà không có nhu cầu lấy dây chẳng hạn hoặc đến cửa hàng đấy thì em sẽ bớt tiền ship và bớt tiền dây dây thì 50 000 đồng phí ship thì rơi khoảng tầm đầu 50 000 đồng đấy thì em cũng bớt luôn nếu các bác đến tận cửa hàng và không lấy dây chẳng hạn còn các bác lấy nguyên ra cả dây và ship thì em sẽ để giá trên phần tiêu đề cho bác luôn à, còn thêm một cái nữa đó nếu mà anh em nào thực sự muốn có trải nghiệm cái vang hàng loại 2 này hạn thì em thanh lý luôn cho bác đây hàng mới nguyên thùng nguyên hộp luôn nhá em lấy về để so sánh cho bác đây em này em thanh lý luôn 800 000 ngàn đồng cho bác anh em thanh lý luôn 800 000 ngàn đồng cho bác nào có nhu cầu lấy em này về trải nghiệm nhé còn lấy về dùng thì em nghĩ có vẫn nên lấy hàng loại một anh em mà đang xem video thì nhớ cho em xin nút like đăng ký kênh nhá anh em nào có nhu cầu thì hệ qua hai số điện thoại bên em để đặt hàng xin mời bác xin mời em